dắt người mù thì cả hai lăn cù xuống hố. Sao còn thấy rác trong mắt anh em, những cái đà trong đôi mắt con lại không hề thấy. Con ơi hãy lấy ra khỏi mắt con cái đà trước đã, để cho sáng gió hết nhìn sai lạc, rồi lấy rác trong con mắt kia của người anh em. Xin cho con đừng xét đoán tha nhân, để xin Thiên Chúa ra ơn. Xin cho con đừng kết án anh em, để xin Thiên Chúa thương xem. Đừng ngại, hãy nhìn lại từng loài cây sinh mầm kết trái. Cây hư trái xấu không thiếu nơi đâu, những trái ngọt hương thơm mát ngon từ cây trồng tốt. Xem qua hoa trái đây là biết cây thế nào ngay đây. Bụi gai ai thấy hay được trái và, hoặc ai thấy nho tươi chín cây, bụi rậm đâu đây. Xin cho con đừng xét đoán tha nhân, để xin Thiên Chúa ra ơn. Xin cho con đừng kết án anh em, để xin Thiên Chúa thương xem. Người lành sống cuộc đời chẳng hổ danh như phương gian ác, tuy đang tung bấn nhưng giúp tha nhân, nơi thế trần tâm luôn sáng trong tựa khó tàn tốt. Nhưng ai phải xuất ra điều xấu xa đúng phương gian trá, vì khi chất chứa độc trong lòng rồi sốt nóng, nên khi nói ra lời đầy điều hoa. Xin cho con đừng xét đoán tha nhân, để xin Thiên Chúa ra ơn. Xin cho con đừng kết án anh em, để xét đoán tha nhân, để xin Thiên Chúa ra ơn.